Kỳ nghỉ này hãy biến nó thành một cơ hội để cho bạn trở nên một con người giỏi hơn nhiều kiến thức hơn Và bạn biết điều này nó sẽ dẫn đến điều gì không? Bạn sẽ có nhiều sự tự do hơn về mặt tài chính hoặc bất cứ mọi mặt gì khác Và cái video này hôm nay của chúng ta thì chúng ta sẽ nói về trong cái dịp này Dịp nghỉ Tết này Mình sẽ làm gì để thời gian nó không chết Thì bạn có thể học cho mình một điều gì đấy có ích hơn, một điều bổ ích hơn Lần này họ gửi tặng mình 3 quyển Đó là cuốn Changeable uh, How to be interesting Làm người thú vị cách nào để bớt nhạt Thứ hai quyển này mình cũng chưa xem nhiều cái tựa rất là Và quyển cuối cùng quyển mình thích nhất đó là quyển Streampunks Kẻ nổi loạn định dạng lại ngành truyền thông Tác giả là Robert Kin Không biết đọc được đúng không Tên rất lạ mình chưa thấy bao giờ Nhưng mà tác giả này là CBO Giám đốc kinh doanh của Youtube Viết về Youtube Nên là những bạn nào muốn Một lần thử làm Youtuber thì có thể đọc cuốn này bởi vì cuốn này phân tích về tất cả những hiện tượng youtuber mà làm thay đổi youtube chỉ là từ một cái platform chia sẻ video mà đến cả một cái hệ thống mà các bạn đang xem bây giờ có tất cả mọi thứ có tất cả các thứ mà bạn tìm thì đây là cuốn mà mình đang đọc gần hết rồi và cực kỳ ưa thích <laughs>